cái thằng Phạm Văn Phong đó tôi ấy. Cái hôm ở trường là tôi cũng gặp một ông cục trưởng cục cảnh sát rồi. Là tôi cũng nói khai báo hết ra là cái thằng Phạm Văn Phong đó tôi ấy, nó lừa tôi. Đấy, nó bắt tôi chơi game cái gì gì đấy với va vận gì đấy. Đấy là tôi cũng phải tôi mới khai báo hết ra rồi. Thằng đấy sắp vào trại rồi, yên tâm, không sao đâu. Thằng đấy nó lừa người mà, nó có tính người đâu. Nên là một khi mà gặp thằng đấy tránh xa nó ra. Tốt nhất là không dây dưa vào những cái thằng lừa đảo như vậy. Đấy là tôi nói thẳng với anh em vậy luôn, là đừng bao giờ dây dưa vào cái thằng đấy. Nói lại là đừng bao giờ dây dưa vào cái thằng đấy. Thằng đấy nó đều lắm. Kiện thì kiện rồi đấy, kiện thì tôi thay vì kiện là tôi đã khai báo hết ra rồi. Thay vì kiện là tôi khai báo hết ra rồi. Ok. Bây giờ nó không còn cãi nữa. Tôi đố nó cãi được luôn đấy. Bây giờ nha, tôi gửi lên lời đến thằng Phạm Văn Phong của tôi này. Nếu như mà nó xem được video này ấy, phải quỳ xuống nói lời xin lỗi ngay. Không ấy thì không xong đâu, nói thật. Chính nó là cái thằng tổ chức cờ bạc đấy nha, nó bắt tôi đánh cờ bạc online nha, tôi không chơi nha. Nhưng tôi bảo tôi không chơi, chơi là dính vào hình sự đấy. Ăn được cái chuyện mới vui chứ ăn không chán. Riêng đấy nhá, kiểu gì thì kiểu ở trại tôi thật luôn. Cái ông cục trưởng đấy là ông ấy đứng trong trường tôi nhé. Ở cục trưởng tôi, trong cục trưởng tôi ấy. Tôi nói hết rồi, nói hết, khai báo hết những cái không tốt về cái thằng Phạm Văn Phong đó tôi rồi. Những cái xấu của thằng Phạm Văn Phong đó tôi khai báo hết rồi. Để xem nó cãi đến bao giờ. Nói chung là vui rồi, không còn cái gì nữa.
hôm đi học ấy, nên là nó bị mấy ông giao thông ông ấy bắt xuất trình giấy tờ đấy, cái tội là vượt đèn đỏ. Đi học không có bao giờ học đâu, ít khi đi học ấy. Trong lớp suốt ngày xem điện thoại rồi lướt TikTok rồi Zalo, Viber các kiểu, Facebook. Đến lớp nó xảy ra chuyện mà cũng vì cái thằng đấy.